Xin chào. Cách chọn mua két sắt mà Buin nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc chính hãng. Thứ nhất là về cái logo của sản phẩm là BOOIL đó, và có màu sơn đặc trưng là màu ghi xám. Một điểm nữa là đây, nó có chữ đây, High Quality đó, Molar Shape đấy, ISO đây, và Be Free From Fire, tức là dòng két sắt chống cháy đấy. Sản phẩm được xin 1971, tức là năm 1971, và nó có các cái đầy đủ các cái chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng như là ISO, rồi là Certificate, rồi là COCQ, rất là nhiều cái tiêu chuẩn của hãng sản xuất. Thì trên này có Made in Korea luôn đấy. Đây chính là cái model của sản phẩm, thì ở bên này cũng có Made in Korea luôn. Cái sắt boy Made in Korea thì có cái mặt lạ đặc trưng riêng, và cái bộ khóa đổi mã thì các bạn nhìn thấy là cái đầu của nó rất là bóng, và các cái bộ khóa của nó được tiện CNC rất là kỹ, và có cái vành bảo vệ đó, bảo vệ rất là chắc chắn, có hai vạch mà vạch đổi mã và vạch mở rất là rõ ràng đấy. Sơn của cái két bô pha thì két boy sơn của cái két boy thì rất là bóng, và cái chi tiết cơ khí của nó được làm rất là tỉ mỉ và được trau chuốt rất là kỹ đó. Đấy là cái cách các bạn là chọn mua cái két sắt Bui chính hãng. Khi các bạn là mua két Bui chính hãng thì đều có giấy chứng nhận là nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, là COCQ chính hãng của nhà sản xuất. Đó. Vừa rồi là toàn bộ những cái chia sẻ của mình để các bạn chọn được, mua được cái két sắt Bui chính hãng nhập khẩu nguyên chiếc của nhà của Hàn Quốc. Chúc các bạn chọn lựa két sắt chất lượng và phù hợp với nhu cầu sử dụng. Nếu các bạn có câu hỏi thì hãy comment phía dưới, mình sẽ trả lời các bạn một cách sớm nhất. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.